Đúng 0 giờ ngày 11 tháng 5, đoàn tàu số 2 của tuyến Metro số 1 gồm 3 toa tàu lần lượt được xe siêu trường siêu trọng vận chuyển từ cảng Khánh Hội, quận 4 về depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. Để vận chuyển đoàn tàu Metro, Zhermetyev đã dùng xe siêu trường siêu trọng có sức chở trên 200 tấn, sức kéo của đầu xe 250 tấn và được kết nối với các rơ móc thủy lực chuyên dụng 12 trục nối nhau. Trong đêm, đoàn tàu Metro được vận chuyển qua tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, đường số 400, Hoàng Hữu Nam, đường số 11 đến depot Long Bình. Với quãng đường di chuyển khoảng 26 km, khoảng 3 giờ sáng đoàn tàu Metro về đến depot Long Bình. Dự kiến 0 giờ ngày 13 tháng 5, 3 toa tàu còn lại cũng sẽ được di chuyển về depot Long Bình. Khi hai đoàn tàu này được đưa về depot Long Bình, thành phố Thủ Đức an toàn, các kỹ sư Nhật Bản và Việt Nam sẽ lắp đặt hoàn chỉnh trên đường ray. Giai đoạn đầu, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận và vận hành loại tàu có 3 toa dài 61,5 m, sức chở 930 khách, 147 khách ngồi, 783 khách đứng. Tàu có tốc độ tối đa là 110 km/h khi đi trên cao và 80 km/h lúc chạy ngầm. Trước đó, đoàn tàu đầu tiên trong số 17 đoàn tàu của tuyến Metro số 1 đã cập cảng Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10, 2020. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.